Dân xin chào tất cả các anh cầu thủ đã quay trở lại với video 1348 của shop em nha các anh. Buổi sáng hôm nay thêm có cần câu lua nha, cần lua và cần câu tay mới về, cần lóng ngắn, lóng dài và những mẫu ISO khoen lớn, khoen bé, cần câu dây trong nha các anh, dạng cần câu rút dây trong này. Và đặc biệt cuối video sẽ là một cây Suzumi 8m1 hàng carbon rod đẹp nha. Cây này nó xoắn rất là đẹp luôn, xoắn hết toàn thân này. Cần Suzumi 8m1 cuối video nha các anh nhớ đón xem ạ. Và giá bên em báo thì chưa bao gồm phí ship đối với mỗi đơn cần sẽ là 40.000 một đơn. Còn đơn máy câu và đơn phụ kiện thì là 30.000 ạ. Mình đặt hàng thanh toán trước hoặc đặt từ 2 sản phẩm trở lên thì bên em sẽ miễn phí ship nha các anh. Và nào đặt hàng thì vui lòng liên hệ số điện thoại có ghi ở bên góc trái màn hình là 0982 437343 nha. Còn mã số video là 1348 thì em sẽ ghi ở bên góc trái này. Có gì mình chốt đơn thì mình báo giùm em cái mã video để em gửi hàng cho nó chính xác nha các anh. Và đầu tiên sẽ là cái áo chống nắng nha. Áo chống nắng đi câu này. Áo này thì cái size của nó sẽ là size L nha các anh. Size áo là size L. Cân khoảng tầm 68-70kg đổ lại. Mình mặc thì rất là hợp nha. Mặc nó vừa, rất là hợp. Với lại cái thun chất liệu vải của nó, nó mát lắm các anh, nó không có bị bí da nha. Mình mặc chỉ là chống nắng thôi, nên là nó không có hề bị bí da luôn. Mỏng lắm, mặc cho nó rộng rãi. Đây là mặt trước nè các anh, mặt trước tay áo này, còn đây là mặt sau nha. Đây là mặt sau. Đấy. Áo chống nắng mặc đi câu nha các anh, size L, một cái duy nhất nha, 120.000, mã số 1. Cái duy nhất 120.000 ạ, mã số 1 cho mình nha. Rồi tiếp theo mã số 2 sẽ là một con máy câu lua siêu nhẹ nha các anh, vỏn vẹn chỉ có 170g thôi. Máy câu lua siêu nhẹ luôn, đảm bảo các anh nhận hàng cầm trên tay cực kỳ ưng ý. Nó nhẹ tên à. Cấu tạo thì thân máy là carbon, còn cái phần cối này là dạng cối kim loại. Xoay cái tiếng kêu nghe rất là bén, rất là đã tai luôn các. Rất bén, rất đã tai. Gạt cước này cực kỳ nhạy, con lăng vẫn còn sáng bóng và có thể đảo chiều tay quay được. Bên trái, bên phải đều được hết nha. Máy này có vòng tua là 5.2 và chạy tới 7 bạc đạn luôn. Sao 2005 nhỏ gọn vậy thôi chứ cước phải cũng rất là khỏe nha các. Câu cá lóc, cá chẽm đều thoải mái hết này. Nhẹ tên là có 170g. Rá vào cây cần lua thì cả bộ cầm nó rất là đỡ mỏi tay nha các anh. Hoặc nhất là những cây mà nhỏ gọn câu suối đâu này, cực kỳ phù hợp với con máy này. Còn các anh không có câu lua thì mình câu đơn câu ISO vẫn được nha. Đơn ISO vẫn được. Và máy câu mã số 2 ạ. Máy mã số 2 hàng siêu nhẹ luôn, 550.000 nha các anh. 550.000 máy câu mã số 2. Và tiếp theo mã số 3. Số 3 thì em sẽ giới thiệu đến canh. Đây là cái dòng cước lụa bên nhà em nha. Dòng cước Asso, cước lụa hàng nội địa Nhật nha canh. Cước này thì cái size của nó sẽ là size 5 chấm. Còn đường kính dây á, thì là 0.35 nha. 0.35 của nó là cái đường kính. Còn cái size sẽ là size 5 chấm. Sợi dai cực kỳ luôn canh. Dai có độ đàn hồi rất là tốt ạ. Cực kỳ dai. Size 5 chấm cho mình này. Sức tải sẽ là 8.3kg nha các anh. Sức tải cá 8.3kg. Một cuộn như này tới tận 600m dây luôn. Mình nhận hàng mình được kiểm tra nè các anh. Sờ trên cái cước này á, là cảm nhận được ngay cái độ mịn. Nó chống xoắn, chống xước tốt gấp 20 lần cước thường luôn nha các anh. Sợi rất là dai. Được thì các anh trải nghiệm thử nha. Chất lượng không như em quảng cáo, hoàn tiền cho các anh luôn. Hàng này rất là ok. Bán trước giờ chưa có khách nào phản hồi tiêu cực luôn nha. Sợi cứ ok lắm các anh. Một cuộn 600m dây như này có giá là 190.000 ạ. 190.000 mã số 3 nha. 190.000. Đây là cước lụa nha các anh. Cước lụa Asso nội địa Nhật, chống xoắn cực kỳ tốt. Mã số 3, 190.000 ạ. Và tiếp theo là mã số 4. Số 4 tiếp tục là một em máy câu lua luôn nha các anh. Máy câu lua dòng T-Pen này. Máy này thì size thực của nó là 2500. Size thực 2500. Gài cước rất là ok, con lăng mới ken luôn nè các anh. Con lăng này, con lăng titan 7 màu luôn, đẹp lắm. Cối kim loại nè các anh, nghe tiếng len ken nha. Kim loại, bên đây không bán máy nhựa mũ nha, chỉ bán máy carbon và máy kim loại thôi. Nhận hàng mình được kiểm tra thoải mái nha các anh. Nhẹ mượt không sao lắc. Các anh muốn dùng tay quay bên trái hay bên phải thì cứ báo em nha. Em đảo chiều tay quay luôn cho mình. Sử dụng phanh ABS dùng rất là mượt mà nè. Đảo chiều tay quay được, trái phải ok hết. Vòng tua sẽ là 5.2. Tốc độ thu dây nhanh.
Máy đẹp không lầm lỗi nha, chạy rất là êm mượt. Và máy câu này có mã số 5 ạ. Mã máy câu số 5 nha các, mã số 5. Em nhầm nha các anh, đây là mã số 4. Mã số 4 có giá là 550.000, máy câu mã số 4 giá sẽ là 550.000 ạ. Tiếp theo số 5. Số 5 là một dòng máy Gold 7000 nha các anh. Cấu tạo thì thân sẽ là carbon, cối cũng là cối kim loại luôn. Vòng tua 5.2 cho mình. Tua 5.2, gạt cứa con lăn đều còn hoạt động tốt thế này. Cối sống, cối kim loại, xoay được nha các anh, và đảo chiều tay quay bên trái bên phải ok hết. Có chốt chặn một chiều. Thân carbon, cối sẽ là dạng cối kim loại ạ. Tua 5.2, cối sống nha các anh, cối sống xoay nó có tiếng kêu. Gold 7000, máy Gold 7000. Mọi chức năng ok hết này. Máy này thì câu ngâm, lăn xê, câu lục, bạc bãi nha các anh. Hoặc là canh đánh ba tiêu đều ok hết nha. Bạc bãi dùng máy 7000 là rất là ok luôn nè. Và câu lục thoải mái, câu đa dạng lắm các anh. Và máy này có mã số 5, giá là 290.000 nha các anh. 290.000 con máy câu mã số 5, giá là 290.000 ạ. Tiếp theo số 6. Số 6 thì có cái dòng lưỡi câu cá bóng đục nha các anh. Hoặc là canh câu đầm đi rồi này. Lưỡi câu bóng đục rất là nhạy, rất là hiệu quả luôn. Về kích thước á, thì chiều dài nó sẽ là gần 3 ô nha. Còn chiều rộng là 1 ô, dài gần 3 ô. Các xem nó sẽ có ngạnh ở bên này và có ngạnh ở ngay cái thân lưỡi luôn nha. Có ngạnh cả hai bên này. Lưỡi câu bóng đục nha các anh. Câu bóng đục rất là hiệu quả. Một vỉ như này á, là ở bên trong có 12 lưỡi. Một vỉ này là bên trong 12 lưỡi nha các anh. Và một combo thì sẽ có tổng cộng là 6 vỉ tất cả nha. 6 vỉ cho một combo như này có giá là 89.000. 89.000 combo này, mã số 6, mã số 6, 89.000. Tiếp theo là mã số 7. Số 7 thì là dòng lưỡi câu Gamakatsu nha con. Lưỡi Gamakatsu kích thước chiều dài sẽ là 2 ô ly vỡ. Còn chiều rộng của nó sẽ là 1 ô nha. Dài 2 ô, rộng 1 ô, lưỡi chuyên câu đơn đài. Các anh đánh cần tay thì mình dùng lưỡi này rất là ok nè. Hoặc là câu đơn, câu đài, câu rô phi, cái chép, cái giết đều ok hết này. Kích thước chiều dài 2 ô, chiều rộng là 1 ô nha các anh. Lưỡi có ngạn cho mình ạ. Và một vỉ như này á, bên trong sẽ có 10 lưỡi. Một vỉ bên trong có 10 lưỡi nha. Và một combo có 5 vỉ tất cả ạ. Một combo 5 vỉ, mã số 7 nha các anh. Mã số 7 có giá là 99.000. Một combo 5 vỉ, mã số 7 có giá là 99.000 ạ. Và tiếp theo số 8. Số 8 thì có cái dòng lưỡi Daiwa nha các anh. Daiwa nội địa Nhật này. Kích thước chiều dài thì nó sẽ là 3 ô ly vỡ. Còn chiều rộng là 2 ô. Dài 3 ô, rộng 2 ô nha các anh. Lưỡi nó cũng có ngạnh ở đây luôn. Có ngạnh ở đây. Thân rất là dày này. Dày dặn chắc chắn cực kỳ. Dài 3 ô, rộng 2 ô ạ. Cái này thì chuyên câu tra sông nha các anh. Tra sông hoặc là đánh săn hàng. Câu săn hàng, câu biển đều ok. Kích thước chiều dài nó là 3 ô ly. Chiều rộng sẽ là 2 ô, lưỡi size to nha. Một vỉ ở bên trong có 8 lưỡi nha các anh. Một combo như này thì có tổng cộng là 10 vỉ. Có giá là 169.000. Còn nếu mà các anh mua lẻ ở bên ngoài nó sẽ khoảng tầm 3.000 một lưỡi nha. Thì nhân lên nó cũng 240 á các anh. Giá cao hơn rất là nhiều. Lưỡi này là khách bên em câu thực tế rồi nha. Cá tra xong 5-7kg vô tư thoải mái luôn. Giữ cá rất là tốt, nhạy cá. Mã số 8, 169.000 combo này. Mã số 8, 169.000. Và tiếp theo số 9. Số 9 thì có con máy câu tay quay đôi đẹp nha các anh. Dòng máy TA5000 nha. TA5000, cối sóng xoay có tiếng kêu này. Gai cước con lăn, tay quay đảo chiều bên trái bên phải. Tay quay dạng tay quay đôi nha. Cấu tạo thì thân sẽ là carbon. Còn cối là cối kim loại nha các anh. Cối là dạng cối kim loại nè. Tay quay đảo chiều được, bên trái bên phải ok hết. Gạt cước, lăn cước. Hoạt động tốt nha, hoạt động tốt máy TA5000. Và máy câu này có mã số 9. Mã số 9 có giá là 350.000. Máy câu mã số 9 giá là 350.000 ạ. Tiếp theo số 10. Mỗi máy chuyên lua luôn nha các anh. Dòng Comlet 2005S nha. Vòng tua là 5.2 và máy chạy 5 bạc đạn cho mình ạ. Chạy 5 bạc đạn, vòng tua cao, tốc độ tua dây nhanh. Em test hoạt động được không? Gạt cước nè, con lăn. Hoạt động tốt hết nha. Với lại em đã vào sẵn dù BE ở trong máy này. Cố sóng xoay sẽ có tiếng kêu nha các anh. Comlet 2005S nha. Đấy.
Em đã vào sẵn UBE rồi, em vào full cối luôn nha, chứ không phải là vào lương chuẩn một nửa đâu, vào đầy cối luôn. Mình về chỉ vì câu thôi anh. Với lại cái thiết kế của con máy này rất là phù hợp để câu lure này. Đầu tiên là cái tay quay đôi nha. Và ở bên này có con ốc nó dài nha các. Cái ốc tay quay nó dài để giữ cân bằng máy với lại chống đổ máy. Vòng tua cao, tốc độ thu dây nhanh, vòng tua 5.2 ạ. Cối sóng xoay sẽ có tiếng kêu này. Mọi chức năng ok hết, không có lầm lỗi nha các. Không lầm lỗi. Takumi nha, Takumi 2005S ạ. Và máy này vẫn có thể đảo chiều tay quay nha. Anh nào dùng tay bên trái cứ báo em, có thể đảo chiều được. Và mã máy câu số 10 nha các anh. Mã số 10 tặng kèm dù trong máy cho các anh này. Giá trị 500.000 con máy này, 500.000 miễn phí ship tặng dù nha. Và kèm theo đó sẽ là một cuộn cước cho mình, cước Shimano Ultra nha các anh. 0.22mm là size 2.5, cuộn 150m dây, hàng nội địa Nhật này. Tặng thêm cho các anh một cuộn cước nữa nha, là mình sẽ được cuộn cước này. Còn dù thì em đã vào sẵn luôn trong máy rồi, em vào cho nó đều dây, về mình câu thôi. Mã số 10, 500.000 tặng dù, tặng cước nha các anh. Đây là mã số 10 ạ. Và tiếp theo mã số 11 thì em có cái dòng cước của Bassa nha các anh. Cước Bassa đường kính dây 0.22mm ạ. Và cái size của nó sẽ là size 2.5, size tầm 2.5 nha các anh. Cái sợi sẽ là sợi màu trắng như này, trắng như này nha. Một cuộn là 150m dây ạ, size 2.5. Câu lua này, câu đơn, ISO đều ok hết ạ. Cứ Toto, Bassa, hàng đạt tiêu chuẩn để xuất sang châu Âu nha các anh. Đạt tiêu chuẩn để xuất sang châu Âu. Một cuộn 150m dây và sức tải cá của nó lên tới là 5,4kg nha. Cuộn này có mã số 11, 120.000. Mã 11 nha các anh, 120.000 cuộn này nha. Hàng mua 1 tặng 1 cho mình này. Và tiếp theo mã số 12. 12 sẽ là cước Bassa RXR nha các anh. RXR 0.28mm. Và cái size của nó sẽ là size 3 chấm nha. 0.28 này là cái đường kính dây. Còn cái size cước nó sẽ là size 3 chấm. 3 chấm và sức tải thì lên tới là 7,9kg nha các anh. Sức tải 7,9kg. Sợi cước rất là mịn nha. Mịn da, xuống nước chìm nhanh này. Không có bị gây rú cá, có độ đàn hồi tốt. Và cái dòng cước RXR này thì một cuộn nó sẽ 100m dây nha các anh. Lua thì 100m dây là vô tư rồi, mình thường đánh lua khoảng tầm 40-50m à. Cuộn này cũng 120.000 nha các anh. Một cuộn 100m dây, 120.000, mua 1 tặng 1 ạ. Đây là mã số 12. Và tiếp theo mã số 13 ạ. 13 thì có cước Bassa dòng cước Mỹ nha các anh. Chris American, cước Mỹ. Đường kính dây của nó sẽ là 0.45mm và size là size 7 chấm nha. Size 7 chấm. 0.45 này là cái đường kính dây nha các anh. Cái đường kính dây. Còn sức tải cá thì nó là 21,9kg. Cuộn 130m dây cho mình ạ. Size 7 chấm dòng cước Mỹ. Sợi cước sẽ là sợi màu đỏ nha các anh. Sợi màu đỏ như này. Chống xoắn cực kỳ tốt luôn. Sợi màu đỏ này. 0.45, size 7 chấm. Và cuộn này thì sẽ có giá là 120.000 luôn các. 120.000, mua 1 tặng 1 cho mình nha. Mã số 13, size 7 chấm nha, dòng cước Mỹ. Sức tải khủng, gần 22kg cá luôn. Sức tải rất là cao. Và tiếp theo là mã máy câu số 14. Một dòng máy cối nông nha các. Cối nông, chuyên câu lục xa bờ. Cối nông thì khi mà các anh ném dây á, nó sẽ đi xa nha. Sẽ đi xa, với lại nó hạn chế rối dây trong quá trình câu này. Tên máy là NGK10000 nha các anh. NGK10000 và máy có vòng tua là 4.8 ạ. Vòng tua 4.8. 0.35 này là size 5 chấm này. Và số dây 5 chấm thì vào được 550m dây. Số 6 thì vào được 420m dây luôn các anh. Bình thường cối nông em thấy nó tầm 3 chấm mấy thôi, nhưng mà con này lên tới là 4.8 nha các anh. Cái tốc độ thu dây nó rất là nhanh. Và cái đường kính gạt cước này nó to nha các anh. Nè, cứ một vòng xoay như vậy các anh sẽ thu được rất là nhiều mét dây luôn, sẽ đỡ mỏi tay hơn. Cối sóng nha, xoay có tiếng kêu. Nó có chế độ xả nhanh luôn các anh. Có chế độ xả nhanh và đảo chiều tay quay được, bên trái bên phải được hết. Có ABS này. Và chạy tới 18 bạc đạn. Tải cá bao khỏe luôn nha các anh. Tải siêu khỏe. Đảo chiều tay quay trái phải. Không lỗi lầm nha các anh, nhận hàng kiểm tra hàng thoải mái, có chế độ xả nhanh này, vòng tua cao, tốc độ thu dây nhanh.
xả nhanh, hạn chế rối dây. Và mã máy câu số 14 nha, mã 14, máy này thì sẽ có giá là 1.200.000 nha các anh, miễn phí ship cho mình, 1.200.000 miễn phí ship nha, mã số 14 ạ. Và tiếp theo thì bây giờ em sẽ lên cần nha các anh. Đầu tiên thì em có một cây cần 2 khúc, sức tải rất là khủng nha. Cây này nó cứng tới 120 lần các anh, cứng 120. Tải tỉnh của nó là đã hơn 2 tí rồi, chiều dài thì là 2m1 này. Anh nào mà đi biển thì không nên bỏ qua cây này nha, cầu biển rất là ok luôn các anh. Với lại 2m1 thì mình đi tàu đi thuyền á, nó không có bị, nó không bị dài quá, nó không có quá vướng nha. 2m1 đi tàu đi thuyền thì rất là chuộng xa 2m1 và 2m4 này. 2m1 cứng 120, sức tải cao. Và sức tải mồi của cây này thì nó tải từ 200 cho đến là 800 gram luôn nha các anh. Tải mồi từ 200 cho đến 800 gram, còn tải dây bê thì từ dây 4 chấm cho đến dây 8 chấm ạ. Bách hãng, bách vặn và phần cán tay cầm là cán mút nha các anh. Cán tay cầm, cán mút ạ. Phôi rất là dày luôn này, các anh xem nha. Phôi siêu dày, cứng 120. Cái này mà cá đầu 15-20 thì vẫn ok thoải mái hết nha các anh. Tải mồi của nó là đã là 800g nè. Tải mồi mắt 800g luôn, tải mồi rất là khủng. Đọt to đọt 3 ly, còn trọng lượng là 273g ạ. 273g cái này, mã số 1 nha các anh. Còn câu mã số 1 có giá là 480.000. Còn câu mã số 1 giá là 480.000 ạ. Tiếp theo là mã số 2. Số 2 thì nay em về được cái dòng win mới nha các anh. Đây dòng win 2m7 nha. Hôm trước cũng có nhiều anh khách hỏi em 2m7, rồi hôm nay mới về hàng, mình xem được video mình liên hệ giúp em nha. Win 2m7, Winner Dragon 2m7 và độ cứng là 80. Cứng 80, tải bia thì vẫn như vậy, tải từ dây số 3 đến số 6 nha các anh. Và cái dàn khoen của nó là khoen chương ca nha, khoen hãng thôi nhưng mà khoen chương ca cực kỳ đẹp luôn. Khoen này ra dây nhanh lắm các anh. Đọt to đọt 4.4 ly. Đọt 4.4 ly. Cái này tải tỉnh cho hơn 3 kg các anh. Hơn 3 kg. Còn cha xong này. Đấy. Hôm trước anh nào hỏi em cần cha xong mà giá mềm mềm tí, mình lấy cái này nha. Đánh rất là ngon luôn, đọt to 4.4 ly. Cha xong trên dưới 10 kg, kéo thoải mái luôn các anh. Khỏe lắm. Bắt hãng bắt vặn, còn cán tay cầm thì sử dụng là dạng cán mút. Với lại anh nào mà đánh cá to quá, nó có khoen để mình buộc dây bảo hiểm luôn. Có dây bảo hiểm, hiểm yên tâm câu nha các anh. Phôi lóng dài. Chiều dài 2m7, độ cứng 80, đọt là 4.4 ly. Và trọng lượng của cây này là 265g. 265g mã số 2 có giá là 430.000. 430.000 cây còn mã số 2 ạ. Tiếp theo là số 3. Số 3 thì có một cây Pesca Venus, chiều dài là 1m68, độ cứng L. Tải mồi từ 5 cho đến 15g nha các anh. 5 đến 15g, 1m68, cứng L. Bắt hãng, bắt vặn. Cán tay cầm thì sử dụng là dạng cán gỗ nha các anh, vẫn còn nguyên siêu luôn. Cán tay cầm cán gỗ. Khoen Fuji loại sứ xám và khoen hai chân ạ. Fuji sứ xám khoen hai chân, 1m68, cứng L. Và đọt cần đồng 1.6, trọng lượng là 98g. Cái này có mã số 3, 590.000. Còn câu mã số 3, 590.000 ạ. Và tiếp theo là mã số 4 nha các anh. Số 4 thì em có một cây lua máy đứng cho mình nha. Lua máy đứng có chiều dài là 1m8, độ cứng ML ạ. 1m8, cứng ML. Bắt hãng, bắt vặn. Bắt hãng nha các anh, bắt hãng, bắt vặn. Còn cán tay cầm thì sử dụng là dạng cán mút nè. Cán tay cầm cán mút, chiều dài là 1m8, độ cứng ML. Khoen thì toàn bộ là khoen hãng hết nha các anh. Toàn bộ là khoen hãng hết và đọt cần sẽ là 1.7 ly, trọng lượng là 145g nha. 145g cây này. Mã cần câu số 4 và giá cần sẽ là 420.000. Mã cần số 4 giá là 420.000 ạ. Chiều dài 1m8, cứng ML. Và tiếp theo là mã số 5. Số 5 thì tiếp tục là một cây lu máy đứng nha các anh. Lu máy đứng dòng Daritsu, Hàn Quốc sản xuất, chiều dài 1m8, cứng L luôn. Bắt hãng, bắt vặn, cán tay cầm, cán mút. Và khoen của cây này thì nó sẽ sử dụng là khoen Fuji nha các anh. Fuji sứ đen, dạng khoen hai chân. Fuji đỏ sứ đen. 1m8, độ cứng L và thông số ngọn cần sẽ là 1.7 ly. Họ 1.7 ly, trọng lượng là 92g ạ. Cần này có mã số 5 nha các anh. Mã cần câu số 5, 1m8 cứng L, có giá là 550.000. Mã cần câu số 5, 550.000 ạ. Và tiếp theo mã số 6.
Số 6 là một cây Abi Special nha các anh. Và Abi này là cái hãng của Hàn Quốc sản xuất nha, dòng Bassmaster. Chiều dài 1m8, cứng L, Hàn Quốc sản xuất này. Tả mồi 1/16 đến 3/4 OZ, còn tải cá thì từ 4 cho đến 12 LB ạ. 4 đến 12 LB. Giăng khoen hai chân Fuji loại sứ xám nha các anh. Khoen hai chân Fuji sứ xám Abi Special. Bắt hãng bắt vặn, cán tay cầm là cán gỗ vẫn còn nguyên siêu luôn ạ. Còn nguyên siêu chưa bóc. Và cây này thông số ngọn là 1.7 ly, trọng lượng là 105g. Và mã cần câu số 6 nha, mã số 6 có giá là 550.000. Cần câu mã số 6 giá là 550.000 ạ. Và tiếp theo là mã số 7 nha các anh. Số 7 thì có cây lure Shimano nha. Lure Shimano có chiều dài là 2m28. Cây này thì nó cứng tầm là M nha các anh. Tải mồi thì từ 7 cho đến 30g. Tải cá sẽ từ 6 cho đến 12 LB ạ. Bass C4 cộng, bass vặn này. Cán tay cầm thì sử dụng là dạng cán carbon monoconvex nha các anh. Cán carbon monoconvex. Phôi carbon xoắn ít 2 da toàn thân. Xoắn ít đẹp nha các anh. Và khoen là khoen Fuji sứ đen ạ. Cây này chiều dài là 2m28, độ cứng M. Và đọt cần là đọt 1.7 ly cho mình nha. Đọt cần đọt 1.7 ly. Trọng lượng của cây cần này sẽ là 128g ạ. 128g. Cần lure Shimano, máy đứng đẹp ạ. Và mã số 7 nha các anh. Mã số 7 cây này có giá là 700.000. Mã cần câu số 7 có giá là 700.000 ạ. Tiếp theo số 8. Số 8 thì có cây Daiwa nha các anh. Cần câu tay Daiwa Cross Carbon. Cây này dài 3m9. Nhưng mà có lai một lóng nha. Có là một lóng cho nên là em sẽ để giá sale nha các anh. Hôm trước cũng có cây tương tự như vậy này. Em bán ở ngoài Hải Dương 1.550.000. Nhờ tiếp cây này về nó bị lai một lóng rồi các anh. Nó lai cái lóng này. Lai lóng này nha. Lai lóng này, còn lại những cái lóng khác là đều là lóng của cần hết nha các anh. Như lóng này xoắn ít này. Lóng này cũng xoắn ít luôn. Tình trạng thực tế như nào thì em báo như vậy nha. Tại vì giá thì nó cũng theo tình trạng thực tế. Căn về mà mình có linh kiện, có đồ nghề mình độ chế được thì mình cứ độ chế nha. Còn em là em bán sát thôi. Nhưng mà vẫn câu kéo được nha các. Nếu anh nào mua về câu kéo thì vẫn câu, vẫn dùng bình thường. Tại vì bên đấy họ độ chế để mà câu. Chờ câu gãy lóng, nào độ chế lóng để câu. Cái này thì chuyên câu suối nha các. Độ cứng 3H ạ. Độ cứng 3H. Cần đai qua Cross Carbon. Sale 550.000 nha các anh. Sale 550.000 bán sát. Nên là mà có nhu cầu mình cần mấy lóng này nè. Mình cần lóng này. Hoặc là mình về mình có lóng để mà mình độ chế cái lóng bị lai á. Thì mình mua về mình độ chế nha. Đây là mã số 8. 550.000. Đọt 0.7 ly. 0.6 ly. Mã số 8. 550.000 ạ. Tiếp theo là mã số 9 thì em có cây cần câu tay dài 4m5 nha các anh. Cần câu tay 4m5 có nắp chụp đi kèm. Và thông số ngọn cần sẽ là 0.7 ly. Cây này cứng được 3 cho đến 3.5H ạ. Ngọn 0.7 ly. Phôi carbon nha các anh. Phôi carbon xoắn. Độ mới thì còn tương đối tầm 80-85. Hai cái lóng đầu á các anh. Cái màu nước sơn nó hơi cũ tí. Còn mấy lóng dưới này ok nè. 85%. Cần ra thẳng lắm nha. Cần ra rất là thẳng ạ. Thẳng tóc luôn các anh, không võng. 3 đến 3.5H. Thông số ngọn 0.7. Và cây này nó có trọng lượng là 104g nha. Và mã cần câu số 9. Mã số 9 giá cần sẽ là 660.000. Mã cần câu số 9 nha các anh. Có giá là 660.000 ạ. Tiếp theo là mã số 10. Số 10 thêm có cây cần câu tay 3m. Cần câu tay 3m dòng Power Champion Alpha Tacker, hàng của Korea sản xuất nha các anh. Chiều dài 3m có 3 lóng tất cả này. Cần này là dạng cần lóng dài 3 lóng. Nắp chụp đầu cần đi kèm đầy đủ. Alo thì xoay 360 độ chống xoắn luôn các anh. Đọt 0.9 ly. Alo xoay 360 độ chống xoắn. 3 lóng cho mình nha. 3 lóng ra cần thẳng tắp à. Cái này thì độ cứng của nó được 3.5H. Độ cứng được là 3.5H. Chiều dài 3m nha các anh. Cứng 3.5H. Alo xoay 360 độ chống xoắn. Đọt 0.9 và trọng lượng của cần sẽ là 72g. Mã cần câu số 10 nha các anh.
mã số 10 và giá cần sẽ là 660.000, mã số 10 660.000 cây 3 mét này ạ. Tiếp theo là mã số 11. 11 thì em có cây 5m3 nha các anh. 5m3 dòng Kiho Custom. Chiều dài 5m3, còn cây tay Nissin nha các anh. Cây này là Nissin luôn. Và ngọn cần đây nha các anh. Cây này chứ là họ cắt bớt ngọn để mà họ đổ làm cần câu dây trong á, luồn dây vào bên trong nè. Cái này alo của cần dây trong nha. Nhưng mà nếu mà các muốn câu cần tay thì mình chỉ cần gắn cái dây dù ở đây thôi, rồi mình gắn cuốc ra mình câu nha các anh, câu bình thường không ảnh hưởng gì hết. Chắc là có hạ đọt, hạ khoảng tầm 30cm đó các anh, là cần còn 5m nha. 5m và bây giờ ra thẳng lắm, độ cứng hiện tại nó lại tầm được 3.5 gần 4H cây này, ra thẳng tưng à, đọt nảy tốt. Khi mà em dừng tay cái đọt nó nảy về vị trí cũ nhanh lắm các anh, nhanh cực kỳ luôn. Và đo hiện tại là 2 ly nha các anh. Trọng lượng của cần sẽ là 130g nha. Cây Nissin 5m3 có mã số 11 và giá là 730.000. Tiếp theo mã số 12, một cây cần câu tay 4m5, hàng đọt to độ cứng cao nha các anh. Đọt tới tận 1.5 ly. Và cây này có trọng lượng là 205g nha. 205g cây này, đọt 1 ly 5, độ cứng cao. Cây này thì nó cứng 4 cho đến 5H nha các anh. Độ cứng 4 cho đến 5H cho mình ạ. Hàng ra thẳng tóc luôn. 4m5, cứng 4-5H này. Phôi dày lắm các anh. Riêng cây này phôi cực kỳ dày, ra thẳng tưng. Đọt là 1 ly 5, trọng lượng sẽ là 205g. Và mã cần câu số 12. Mã 12 giá cần sẽ là 690.000. Cây này mã 12 690.000 ạ. Tiếp theo số 13, 13 thì có cây 4m5 luôn nha các anh. 4m5 cần Hàn Quốc sản xuất, cần có tổng cộng là 5 lóng. Những cái đầu lóng này thì đều đã được quấn chỉ nha các anh, quấn chỉ chống nổ, quấn chỉ đi keo chống nổ hết cho mình ạ. Pro game nha. Chiều dài 4m5, Hàn Quốc sản xuất ạ. Và thông số ngọn cần sẽ là ngọn 0.9 ly. Ngọn 0.9 ly, còn trọng lượng là 210g nha các anh. 0.9 210g. Ra rất là thẳng luôn nha. Cây này thì hàng 4H anh. Hàng 4H ra thẳng tóc. Mã cần câu số 13 650.000 ạ. Mã cần 13 650.000. Tiếp theo là số 14. 14 thêm có dòng cần Sky Blue nha. Cây này dài 5m4, cũng là cần câu tay luôn các. Hàng cứng 4-5H. Có nắp chụp đầu cần đi kèm ạ. Sky Blue 5m4. Và đầu sẽ đạt 1.7 ly nha các. Đồng 1.7, trọng lượng 307g. Đồng 1.7 ly. Các bạn sẵn tất cả các lóng 5m4 và cần có độ cứng là 4 cho đến 5H. 6 lóng nha, cần này thì có 6 lóng tất cả. 6 lóng, ra rất là thẳng. Phôi dài lắm các. Phôi lóng dài. Phôi lóng dài cực kỳ luôn. Và cần này có mã số 14 nha. Cần câu tay, chuyên chấm chép nè. Câu dịch vụ đánh săn hàng thoải mái ạ. Mã cần câu số 14 và cần này có giá là 890.000. 890.000 cây này nha các anh, cần câu mã số 14. Tiếp theo 15 là cây cần câu tay siêu nhẹ của Nissin nha, có chiều dài là 5m4. Cần tay Nissin siêu nhẹ luôn các anh, tem vàng đầy đủ này. Đầu alo thì nó xoay 360 độ chống xoắn, đo 0.7 ly. Đo 0.7 ly cho mình ạ. Bắt đầu từ lóng thứ hai thì nó sẽ là màu giả trúc nha các anh. Phôi thì là phôi carbon. Và cái màu nước sơn là màu giả trúc đẹp cho mình này. Cây này cứng tầm 2.5 cho đến 3H. 2.5 đến 3H. Đọt nảy đúng các anh, đọt nảy tốt cực kỳ luôn. Rất là xứng đáng vừa câu vừa sưu tầm trưng bày. Nó có cái túi zin Nissin đi kèm luôn nha. Có túi nguyên zin đi kèm. Alo nguyên zin, cần đẹp không lầm lỗi. Vừa câu vừa sưu tầm chuẩn bài luôn nha các anh. Đọt là 0.7, trọng lượng 124g và mã cần câu số 15. Cây này sẽ có giá là 1.350.000. 1.350.000 cây cần câu mã số 15 ạ. Và tiếp theo mã 16 thì có cây Herabuna dài 5m4 nha các. Cây này chiều dài 5m4 và độ cứng của cần sẽ là độ cứng 5H ạ. 5m4, cứng 5H. Hàn Quốc sản xuất, có mã có tem vàng.
carbon xoắn tiếp toàn thân luôn. Và ngọn cần thì là 1.2 ly. Ngọn 1.2 ly xoắn toàn thân nha các. Tất cả các lóng này xoắn toàn thân, 5 lóng tất cả ạ. Độ nảy tốt nha các. Khi mà dừng tay cái ngọn nó nảy về vị trí cũ rất là nhanh. Tại vì đây là dòng cần chuyên săn hàng nha. Săn hàng câu giải đánh dạng tốc độ các. Thì dùng cây này rất là ok luôn. Đọc 1 ly 2 168g. Mã cần câu số 16 và giá cần là 900.000. Các muốn xem thêm chi tiết cần hoặc là video ra cần mình cứ liên hệ em nha. Em gửi cho anh xem ạ. Cần rất là đẹp. Và tiếp theo là mã số 17. 17 là cái màu đỏ mận nha các anh. 6m3, hàng cứng 5H, Hàn Quốc sản xuất, màu đỏ mận đề vật. Chiều dài 6m3. Đọc 1.2 ly. Và 1.2 ly. Các bao xoắn nổi từ ngọn xuống luôn nha. Lóng nào nó cũng xoắn hết. Cái này khi mà các anh câu ban ngày câu ngoài trời á thì nhìn cái màu nó đẹp lắm, đẹp cực kỳ luôn. Đẹp, rất là đẹp. Nhìn ưng ý ngay luôn á các anh. Đảm bảo nhận hàng kiểm tra rất là ưng ý. Phôi lóng dày nè, đọt to giữ cá tốt nha. Cây này đọt 1 ly 2, còn trọng lượng là 224g, chiều dài 6m3. Mã cần câu số 17. Mã cần số 17 và giá cần là 1.050.000. Mã cần 17, 1.050.000 ạ. Tiếp theo 18. 18 mình có cây 4m độ cứng 3 nha các anh. Cần ISO, cần ISO for carbon. Và khoen bát thì sử dụng toàn bộ là khoen bát hãng hết. ISO carbon 4m độ cứng 3. Những lóng này đều là hàng carbon xoắn hết. 5 lóng nha các anh. 5 lóng tất cả. Còn khoen thì sử dụng là dạng khoen hãng ạ. Dạng khoen hãng. Ba lóng, à không, 5 lóng với lại ba cái khoen chạy nha các anh. 5 lóng và ba khoen chạy. Đo cần sẽ là 1.5 ly. Trọng lượng thì là 210g nha. 210g và cần mã số 18. Mã 18 giá cần là 390.000, mã cần 18 390.000 ạ. Tiếp theo mã số 19 thì có cây ISO 3m độ cứng 2 của Mastak nha các anh. Mastak là hàng Korea xuất Nhật nha. Bát Fuji FX6 vắt độc. Mastak 3m độ cứng 2. Dàn khoen Fuji loại sứ xám này. Các bạn xoắn từ ngọn cho đến gốc và cần có 4 lóng. 4 lóng tất cả. Nảy tốt lắm các anh. Cứng 2 thì nó nảy tốt mà không quá cứng, không quá mềm cho mình nha. Và đọt là 0.9 ly, trọng lượng là 104g. Cây này có mã số 19 và giá cần sẽ là 600.000. Mã cần câu số 19 có giá là 600, 3m cứng 2. Tiếp theo số 20. 20 thì có cây Short Swing của Daiwa nha các anh. Dài 2m4, độ cứng 20, Daiwa Liberty Short Swing. Và cây này là hàng Việt Nam xuất thị trường Nhật nha. Có mã code có tên vàng, Bát Fuji FX6. Cần thì có 4 lóng này với lại hai cái khoen chạy, khoen Fuji sứ xám. 4 lóng, hai khoen chạy, màu nước sơn là màu xanh đậm đẹp nha các anh. Màu xanh đậm đẹp. 2m4 cứng 20 nha. 2m4 cứng 20. Và đọt cần sẽ là đọt 2.2 ly. Đọt 2.2 ly, trọng lượng là 150g nha các anh. 150g, cần đẹp lắm nha. Cần ISO. ISO khoen Bát Fuji ngon lành hết này. Đang qua Short Swing các anh. Nhỏ gọn. Cây này nghĩa nó chỉ có tầm 70 thôi các anh, 70 cm thôi. Thu gọn 70. Và mã số 20 giá cần sẽ là 690.000, 690.000 cây này mã số 20 ạ. Tiếp theo số 21. 21 thì có cây 2m7 nha các anh, dòng mà sát đát của Hàn Quốc sản xuất. 2m7 cứng M, tải mồi 10 cho đến 40g, tải cá 8 đến 20 lb. 8-20 lb cây này. Cần lưu rút nha các anh. Cây này khoen to này, các anh đánh lưu được. Dạng cần lưu rút. 3 lóng, 4 cái khoen chạy. Khoen Fuji sứ xám ạ. 3 lóng, 4 khoen chạy. Đọt nảy tốt nha các anh. 2m7 độ cứng tầm M. Hàn Quốc sản xuất và tải cá thì trên dưới 10kg nha. Rất là khỏe luôn. Đọt cần sẽ là đọt 2 ly, còn trọng lượng là 240g. Cần câu mã số 21. Mã 21 và giá cần sẽ là 790.000 cái này. 790.000 cần câu mã 21 nha các anh.
và 22 sẽ là một cây Daiwa dài 4m, độ cứng 3 ạ, dòng Sea Parasite này. Cây Daiwa của Thái Lan sản xuất nha các anh. 4m cứng 3, ra thẳng lắm, thẳng tưng à. Nếu mà hạ tay cây này phải 4-5h. Trên bàn đây ạ. Khoen thì Fuji, loại xứ xứ xám. Ngày khoen Fuji xứ xám. Có 4 lóng và 5 cái khoen chạy nha các anh. 4 lóng và 5 cái khoen chạy, màu nước sơn màu bạc nè. Nước sơn màu bạc. Bốn lóng, 5 khoen chạy cho mình ạ. Chiều dài 4m, độ cứng 3 nha. Độ cứng 3, hạ tay 4 cho đến 5 hot. Và thông số ngọn cần là 1.5 ly. Họ 1.5, còn trọng lượng của cây này nó là 285g nha. 285g, mã cần câu số 22 và giá cần là 1.550.000. Mã 22, 1.550.000 cây này, 4m, độ cứng 3. Và em cũng xin phép kết thúc video tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của kênh em. Ủng hộ em một lượt like và một lượt đăng ký kênh nha các anh. Và đừng quên bật chuông thông báo để không bỏ lỡ video mới nhất từ kênh của em nha. Chào tạm biệt các anh ạ.